Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong tiết ôn tập giữa học kỳ 2 này của bộ môn công nghệ 6. Trong nội dung ôn tập của bài kiểm tra giữa kỳ ngày hôm nay thì sẽ gồm 2 phần. Phần đầu tiên đó chính là phần tự luận. Trong phần tự luận này sẽ chiếm 6 điểm. Phần thứ hai đó chính là phần trắc nghiệm. Trong phần trắc nghiệm này sẽ chiếm 4 điểm. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em về các câu hỏi tự luận. Còn về phần trắc nghiệm thì các em hãy xem lại đề cương ôn tập mà cô đã đăng trên lớp học kết nối để có thể hiểu rõ hơn cũng như có thể làm bài kiểm tra giữa kỳ thật là tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất trong phần tự luận. Kể tên các loại trang phục. Như các em đã học ở bài số 7, thì chúng ta sẽ có 4 loại trang phục. Trang phục đầu tiên là trang phục dành cho lứa tuổi. Trong trang phục dành cho lứa tuổi này, người ta sẽ phân ra làm các lứa tuổi sau như trang phục cho trẻ em, trang phục cho người trung niên, trang phục cho thanh thiếu niên, trang phục cho người lớn tuổi, vân vân. Đến với loại trang phục thứ hai đó chính là trang phục theo giới tính. Trong trang phục theo giới tính này chúng ta sẽ có trang phục nam và trang phục nữ. Đến với loại trang phục thứ ba đó chính là trang phục theo công dụng. Trang phục theo công dụng này chúng ta sẽ có các loại trang phục như đồng phục, trang phục đi làm, trang phục lễ hội, trang phục nghỉ Tết hoặc trang phục truyền thống, vân vân. Đến với loại trang phục cuối cùng đó chính là trang phục theo thời tiết. Trong trang phục theo thời tiết này chúng ta sẽ có các loại trang phục như sau: trang phục mùa thu, trang phục mùa xuân, trang phục mùa hạ, trang phục mùa đông. Tương tự đó thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi tình huống dành cho các em. Trong câu hỏi thứ hai có nội dung như sau: trong buổi lao động vệ sinh lớp học, có một bạn nữ mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy để đi lao động. Trong tình huống này sẽ có hai câu hỏi dành cho các em. A. Theo em, bạn mặc vậy có phù hợp không và giải thích vì sao? Câu B. Khi lao động cần chọn trang phục như thế nào? Như các em có thể thấy, trong hoàn cảnh là chúng ta đang lao động thì việc mà chúng ta chọn chiếc váy công chúa lộng lẫy thì không phù hợp. Vì váy công chúa chỉ phù hợp cho chúng ta đi những buổi tiệc hoặc khi mà chúng ta đi chơi. Còn đối với một ngữ cảnh là chúng ta đang lao động vệ sinh lớp học thì nó không phù hợp. Nó sẽ gây ra tình trạng vướng víu và chúng ta sẽ khó vận động. Đến với câu hỏi thứ B. Thì khi lao động thì các em nên ưu tiên các loại trang phục sau đây. Đầu tiên, các em nên ưu tiên cho những trang phục có kiểu dáng rộng rãi và thoải mái để khi các em có thể hoạt động tay chân một cách linh hoạt nhất và không bị gò bó. Tiêu chí thứ hai các em cần ưu tiên đó chính là kiểu may đơn giản. Các em tránh những loại vải có các kiểu may cầu kỳ, như vậy khi các em vận động nó sẽ gây vướng víu cho các em. Tiêu chí cuối cùng, các em nên chọn các loại vải thấm hút mồ hôi tốt để trong quá trình mà chúng ta có vận động thì chiếc áo, chiếc quần có thể thấm hút mồ hôi để cho chúng ta không bị cảm lạnh. Và đặc biệt các em nên chọn các bộ quần áo có màu sậm vì như vậy sẽ hạn chế được tình trạng mà chúng ta bị dơ hoặc chúng ta váy bẩn lên thì sẽ đỡ thấy hơn. Đến với câu hỏi thứ 3. Đây là một câu hỏi về tình huống mà các em có thể liên hệ thực tế trên chính bản thân mình hoặc từ người thân, bạn bè, gia đình của chúng ta. Câu hỏi có nội dung như sau. Bạn em có một vóc dáng cao và gầy. Theo em thì em sẽ đưa ra lời khuyên để bạn có thể lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mình như thế nào? Thì như các em đã học ở trong bài số 7 và bài số 8 thì các em có thể biết được
Khi mà chúng ta có các vóc dáng cao và gầy thì đầu tiên chúng ta nên lựa chọn đối với kiểu mai. Thì các em sẽ chọn các kiểu mai như là rộng hoặc các kiểu mai xếp ly, bèo nhúng để cho tạo cho người đối diện của chúng ta thấy được chúng ta tròn hơn. Thứ hai, đối với về chất liệu vải thì chúng ta nên chọn các loại vải bóng, thô, xốp thì nó cũng sẽ tạo cho cảm giác của người mặc tròn hơn. Và đặc biệt các màu sắc các em cũng phải lưu ý. Thì khi chúng ta có vóc dáng cao, gầy thì chúng ta nên chọn các loại màu sáng như là màu trắng, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt. Thì như vậy mới tạo cho chúng ta có cảm giác như chúng ta tròn lên. Chúng ta không nên chọn cho mình các gam màu tối hoặc những gam màu quá sậm. Thì như vậy nó sẽ không tôn dáng và nó sẽ làm cho chúng ta gầy hơn. Đến yêu cầu cuối cùng đó chính là về họa tiết. Chúng ta nên chọn các họa tiết có kẻ ngang hoặc các họa tiết lớn. Vì chúng ta chọn những họa tiết này sẽ trông chúng ta tròn hơn. Chúng ta không nên chọn các họa tiết ngược lại như là họa tiết sọc dọc hoặc các họa tiết nhỏ. Thì như vậy sẽ làm cho chúng ta gầy hơn nữa. Do đó về việc lựa chọn trang phục thì các em phải lưu ý vấn đề này. Sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 4. Đây là một câu hỏi lý thuyết nằm trong bài số 7. Câu hỏi có nội dung như sau. Trang phục là gì? Nêu vai trò của trang phục. Như các em đã học ở trong bài số 7, thì trang phục sẽ bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất hay các tên gọi khác là vớ, khăn choàng, v.v. Trong đó, quần áo là vật dụng quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có. Đến với nội dung thứ hai, đó chính là vai trò của trang phục. Thì vai trò của trang phục đầu tiên đó chính là bảo vệ cơ thể, tránh lại những tác nhân gây hại của môi trường như nắng nóng, mưa bão, tuyết lạnh và không khí ô nhiễm, v.v. Ngoài ra, trang phục còn có vai trò làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Như vậy, chúng ta đã ôn xong các câu hỏi tự luận có trong bài kiểm tra sử kỳ sắp tới. Còn về phần trắc nghiệm thì các em về xem lại cho cô đề cương ôn tập mà cô đã đăng trên lớp học kết nối để các em có thể làm bài tốt được. Và các em lưu ý trong phần trắc nghiệm chúng ta sẽ chiếm 4 điểm. Do đó các em nhớ về xem lại những đáp án trong đề cương và có gì thắc mắc thì liên hệ với cô. Có thể gặp cô trực tiếp tại lớp học hoặc có thể liên hệ qua Zalo cho cô. Và tuần 10 các em sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ học kỳ 2 môn công nghệ. Nội dung kiểm tra là các em sẽ học theo đề cương. Trong đề cương chúng ta sẽ có 19 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận như cô đã ôm trong video. Và hình thức các em làm bài kiểm tra giữa kỳ đó là hình thức làm tại lớp. Thời gian làm bài là 45 phút. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Chúc các em có thể làm bài thật tốt và đạt được điểm cao. Cô chào các em.